Chào anh em nha. Lâu lâu ngứa ngáy thì lại vào làm một game Navan Crit của ship đây. Thì thoảng buồn buồn thì mình lại vào làm một game bắn nhau này cho nó vui. Game này chơi cái con hạng nhẹ này thôi, cao bred này thôi. Ba mươi hai giây hồi khá là lâu. Cách này là ổn này. Ui lệch hết chứ. Sao một pháo nó vẫn chưa xoay nhỉ? Ăn được có 5 pháo. Ui, bắn cho dính hết luôn. Nó bom đâu ấy? Mẹ bọn này chán sống à?
kia đi vào sương mù nên mình không nhìn thấy. Ở chỗ kia nó có sương mù anh em ơi. Canh giết thằng này. Chạy đâu cho thoát. Ba thằng nó trụm lại. Thank you.
sát chơi được rồi. Chạy đâu được. Cao đét này vừa chơi rồi đúng không? Cái này chơi cái con Bloomer này xem nào. Phá hồi có 5,7 giây thôi, rất nhanh. Xoay pháo đây à? Thank you.
Phóng tít đấy. Phóng tít đấy. Tháo hồi rất nhanh, bắn liên tục luôn. Ui, team mình chết hết rồi. À, thì mình chết nhanh thế. Ồ, bắn con Bloomberg này sướng nhỉ. Hôm nay chơi con Resident này đi. The Resident này. Ui, 11 pháo. 3,8 giây hồi. Ui giời ơi. Con này bắn thì sướng này. Bắn liên tục luôn, không ngừng nghỉ luôn.
chết mẹ rồi, cua đi đâu này? Nước xuống. Ôi con này bắn phê nhỉ. Phóng tít thế. Phóng tít thế là phóng tít thế này.
Tao về rồi. Ô con này bán sướng thật đấy. Chắc mình làm game nữa đi. Ít. Em bỏ đắt hay gì?